Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình 10 phút cảnh báo được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo dự kiến, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra công tác phòng chống IUU vào cuối tháng 5 năm 2024. Đây là thời điểm quyết định việc thẻ vàng IUU còn hiệu lực hay là sẽ được gỡ. Do đó mà nhiều địa phương đã yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản, trong đó tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản được xuất bến, hoạt động khai thác hải sản trên biển. Nếu phát hiện các tàu cá vi phạm, đề nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Cụ thể, các địa phương đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tàu cá, nhất là các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU, kiểm soát chặt chẽ tàu cá 30, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến, nhập bến, kiên quyết không cho tàu cá đi khai thác thủy sản nếu không đầy đủ các giấy tờ liên quan. Tập trung xử lý triệt để các tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép khi hoạt động trên biển, tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo ngăn chặn, chấm dứt, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển nước ngoài. Với nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, phải lập danh sách để theo dõi, quản lý, có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định vừa cho biết đơn vị đang xây dựng chính sách chuyển đổi nghề, xử lý số tàu cá khai thác gây suy giảm nguồn lợi, tàu cá xuống cấp, hoạt động không hiệu quả, nguy cơ vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây được xem là một trong những giải pháp quyết liệt và đáng mong đợi của một địa phương có biển. Tỉnh Bình Định đang kỳ vọng từng bước đưa nghề khai thác hải sản đi vào chuyên nghiệp, bền vững và ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vi phạm IUU. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi nghề đối với các tàu cá có nguy cơ gây suy giảm nguồn lợi, trong đó tập trung các đối tượng tàu giã cào, tàu lưới lộng. Bình Định sẽ xử lý số tàu này theo hai phương án, chuyển đổi nghề hoặc xả bản. Phá dỡ tàu, lấy phế liệu sẽ có chính sách hỗ trợ tùy theo đối tượng. Toàn tỉnh Bình Định hiện có gần 5.800 tàu cá, tổng công suất trên 2 triệu CV, 41.000 lao động, doanh thu đánh bắt hải sản các năm trở lại đây đạt trên 160 triệu đô la Mỹ. Mặc dù đội tàu cá lớn, song cũng như các tỉnh thành ven biển cả nước, đội tàu cá Bình Định phát triển chưa bền vững, nhiều tàu đánh bắt nguy cơ xâm hại nguồn lợi, vi phạm IUU. Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2024/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền, lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Theo đó, vi phạm quy định về khai thác thủy sản trong khu vực cấm bị phạt tới 90 triệu đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 2024. Đối với hành vi sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên, làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp với ánh sáng, trừ nghề câu mực, nếu khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác thủy sản hoặc khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Nghị định 38 quy định phạt tiền từ 70 đến 90 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị phạt từ 10 đến 200 triệu đồng. Hành vi vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển bị phạt từ 50 đến 200 triệu đồng. Đối với vi phạm quy định về giống thủy sản, Nghị định quy định phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi sản xuất ương dưỡng giống thủy sản không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam hoặc chưa được công nhận hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi vi phạm quy định về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản bị phạt tiền từ 2 đến 50 triệu đồng. Thưa quý vị, gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ chung của các tỉnh thành trên cả nước vì một nền thủy sản xanh, phát triển bền vững và có trách nhiệm của Việt Nam. Trước mục tiêu này, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức, cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực triển khai công tác IUU với quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng của thủy của Ủy ban châu Âu EC trong lần thanh tra sắp tới. Ghi nhận tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 101 tàu cá 30 và 526 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang được quản lý giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không cho ra khơi xuất bến. Địa phương cũng tăng cường kiểm tra xử lý các tàu cá vi phạm khai thác IUU, yêu cầu tàu cá đang hoạt động phải duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình. Làm sao cho bà con ngư dân hiểu biết rồi nhận thức cao về pháp luật khi tham gia đánh bắt trên biển? Thì chính nhờ sự tập trung
của cả hệ thống chính trị rồi các cái lực lượng chấp pháp trên biển trong năm 2023 là không có một cái trường hợp nào ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. Nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng, hàng tuần lãnh đạo tỉnh đều họp giao ban nắm bắt công tác phòng chống khai thác IUU các sở ngành địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ký quy chế phối hợp với các lực lượng chấp pháp trên biển, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của đội tàu cá đánh bắt trên biển, kịp thời ngăn chặn những tàu cá có hành vi vượt ranh đánh bắt vùng biển nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho gắn cái trách nhiệm của chính quyền địa phương để trên cơ sở đó tuyên truyền và phối hợp trong công tác quản lý, kêu gọi ngư dân thực hiện chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống AI. Thứ hai nữa là cái công tác phối hợp đồng bộ để chúng ta phối hợp kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát các nội dung trong quá trình lãnh đạo, quản lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện từng khâu, từng đoạn để xem còn có lỗ hổng nào để là tiếp tục là hoàn thiện lại trong công tác quản lý. Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng với các biện pháp chế tài được thực thi mạnh mẽ đã góp phần nâng cao nhận thức lẫn trách nhiệm của ngư dân trong phòng chống khai thác bất hợp pháp IUU, giúp cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ tháng 8 năm 2022 đến nay không có tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài, đóng góp vào nỗ lực của cả nước trong việc gỡ thẻ vàng IUU. Không chỉ có Bà Rịa Vũng Tàu mà Bạc Liêu cũng là một trong những tỉnh thành có đóng góp lớn trong quá trình gỡ thẻ vàng trên cả nước với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân trong khai thác, đánh bắt thủy hải sản cũng như là hành động để quyết liệt hơn để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bạc Liêu đã khắc phục được những tồn tại hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, nổi bật là đã ngăn chặn được tình trạng tàu cá trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô miền Tây, đoàn kiểm ngư của tỉnh Bạc Liêu chủ động và trực tiếp ra biển, gặp ngư dân để vận động, hướng dẫn đánh bắt đúng thủy sản quy định, kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến thuyền viên và tàu cá, kiểm tra việc lắp các thiết bị trên tàu và việc thực hiện các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời trao tặng cờ Tổ quốc, động viên người dân bám biển. Trước khi ra biển thì nó ngay ghe xuất bến thì cũng có ký sổ đồn một đồ đó gõ gàng đàng hoàng, rồi đồn cho xuất bến thì mấy xuất bến giấy tờ vẫn đem theo ghe đó đầy đủ đồng hoàng. Trước khi ra biển mình phải tuân thủ theo đúng của nhà nước quy định là có sổ đánh bắt nè, sổ khai thác thủy sản nè, rồi máy định vị, máy tập ngư, máy đầy đủ thiết bị hết. Tỉnh Bạc Liêu đã và đang liên tục tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và truyền thông, quy định pháp luật về khai thác thủy sản chống khai thác trái phép, đặc biệt là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bà con ngư dân trong việc tham gia đánh bắt hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thì quá trình mà thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thì một mặt thì mình vừa kiểm tra kiểm soát vừa tuyên truyền hướng dẫn bà con ngư dân nắm các quy định về chống khai thác IUU cũng như là khai thác bất hợp pháp. Rồi tất cả những cái vi phạm trong khai thác trong lĩnh vực thủy sản quy định. Hiện nay chúng tôi là tăng cường vừa tuyên truyền cho bà con biết là về chính sách nhà nước sẽ hỗ trợ về cái cước viễn thông về thiết bị giám sát hành trình, đồng thời là tuyên truyền nhắc nhở thậm chí là răn đe đối với những cái trường hợp mà cố tình là ngắt kết nối. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong suốt thời gian qua, tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, bà con ngư dân chấp hành nghiêm, nên thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu với số lượng tàu cá là 1.018 chiếc, không có tàu nào vi phạm về việc đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài, góp phần thực hiện gỡ thẻ vàng cho ngành khai thác hải sản của cả nước. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 10 phút cảnh báo ngày hôm nay của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.